Hi, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 215 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm qua thì không ra được truyện bởi vì lại mang cái máy tính đi đi vần nó. Đến sáng nay thì đến trưa nay thì phải nhờ mấy bác hỗ trợ thì mới được xong. Bộ Đạo Quân này thì sang khoảng đầu tháng 6 thì mình sẽ mở một group tháng 6 nhé mọi người nhé, như đã thông báo cho mọi người, để cho anh em là thêm xem tiếp các clip tháng 6 để anh em có thể vào. Còn anh em nào mà tháng 5 thì anh em cứ tiếp tục nghe tháng 5 đi, bởi vì có nhiều trường hợp là anh em nếu mà để lẫn lộn như này ấy, thì anh em tháng 5 anh em chưa nghe xong hết tháng 5 mà sau admin rà soát kích các anh em ra thì cũng khổ. Nên clip tháng nào mình để tháng đấy, anh em thích vào tháng nào thì anh vào nha mọi người nhé. Nó cũng hơi khó quản lý một chút nhưng mà thôi, tạm thời như vậy. Sắp tới YouTube mà ok mình up thì mình sẽ up YouTube, chắc khoảng vài tháng, 1-2 tháng, 3 tháng có thể thế, vì kênh của mình nó hơn 1.000-1.300 video cơ, còn chả biết xử lý thế nào, rất là khổ. Ok, và xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập 215 hôm nay nhé. Đừng quên để lại những bàn luận với bộ truyện, bàn luận sôi nổi một chút. Dạo này gần đây thì anh em thấy group kiếm like bàn luận rất là sôi nổi, anh em kiếm like chắc là khó hiểu quá nên bàn luận nhiều. Ok, Đạo Quân, tập 215. Trên biển mây, bên trong một lầu các, một thị nữ mỹ mạo đang ngồi yên tĩnh ở một góc đánh đàn. Tiếng đàn ưu nhã. Tòa Như Lai ngồi một mình uống rượu, nhìn gió cuốn mây bay. Tiên sinh. Bạch Ngọc Lâu bước đến gần, đưa ra một trồng giấy. Danh sách các nước đưa lên đã đủ, tất cả đều ở đây. Hắn vốn là trưởng quỹ khách sạn Yêu Nguyệt Thành, Thành Trích Tinh. Cân nhắc đến chuyện tiến vào bí cảnh thiên đô, có tán tù tham gia, mà Bạch Ngọc Lâu ở Thành Trích Tinh lại có quan hệ với tu sĩ các phương, bất luận là người trong môn phái hay là tán tu, đều tương đối quen thuộc. Tòa Như Lai là chủ quản của Phiêu Miểu Các trong những năm gần đây, liền điều hắn đi từ chỗ con gái đến tạm thời sử dụng. Tòa Như Lai đặt chén rượu xuống, cầm bản danh sách tùy tiện lật ra xem hỏi. Lần này không có vấn đề gì chứ? Bạch Ngọc Lâu nói. Người trên danh sách đã được chọn qua, không có vấn đề. Nhưng Tòa Như Lai hỏi, còn có người lá mặt lá trái sao? Bạch Ngọc Lâu đáp, ý của tiểu nhân không phải như vậy. Chẳng qua chỉ cảm thấy để Nghi Huyết Đạo tiến vào bí cảnh thiên đô có phải là không được thích hợp hay không? Ánh mắt Tòa Như Lai lấp lóe. Thành chủ các người bảo ngươi đến nói chuyện giúp Nghi Huyết Đạo à? Bạch Ngọc Lâu thấp người nói. Chuyện này không liên quan đến tiểu thư, cũng không phải là tiểu nhân nói giúp cho Nghi Huyết Đạo. Tiểu nhân đã chú ý đến một số tình huống, đối với Nghi Huyết Đạo cũng có sự lý giải, thậm chí còn xuất hiện tình huống sâu chuỗi. Cộng thêm chiến sự các nước bị đóng băng, sinh tử của Nghi Huyết Đạo đã liên lụy đến trạng thái chiến sự sau khi đóng băng được gỡ bỏ. Bởi vậy, Nghi Huyết Đạo tiến vào bí cảnh thiên đô, xét theo một trình độ nào đó, đã kéo luôn chiến sự các nước vào trong đó. Dứt lời, hắn ta cẩn thận quan sát phản ứng của Tòa Như Lai. Tòa Như Lai hơi im lặng, sau đó thản nhiên nói, cái này có quan trọng không? Không quan trọng. Nếu ông ta đã nói không quan trọng, Bạch Ngọc Lâu cũng chỉ gật đầu đồng ý. Vâng. Tống Kinh, cửa Thiên Lao.
La Chiếu đứng ngay cổng mặt không biểu lộ, nhưng mà trong lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ đến có ngày mình lại rơi vào chỗ này. Trận chiến này thất bại, ảnh hưởng đến lợi ích quá nhiều người. Trước đó là vì tình thế ép buộc, triều đình không thể không tạm thời dằn xuống mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, bởi vậy còn chưa xử lý La Chiếu. Nhưng mà khi chiến sự bị đóng băng, mâu thuẫn trên triều đình triệt để bạo phát, không ngoài ý muốn, La Chiếu đã trở thành tiêu điểm của mâu thuẫn. Trách nhiệm lần này không dễ xóa đi, cũng không có khả năng xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiêu điểm công kích đầu tiên không phải là hoàng đế, cũng không phải là ba đại phái gánh chịu trách nhiệm, mà chỉ có La Chiếu là thích hợp nhất. Lúc này ngay cả hoàng đế và ba đại phái cũng không tiện nói giúp cho y. Sau khi triều đình thương lượng, phái người tiếp nhận lại quyền chỉ huy, La Chiếu bị áp giải về kinh thành, nhằm vào chuyện chiến sự thất bại mà tiến hành thẩm vấn y để xác định trách nhiệm. Sau khi thẩm vấn, La Chiếu có chút không nghĩ đến, trong lúc còn chưa xác định được trách nhiệm, gã đã bị nhốt thẳng vào thiên lao. Bây giờ y ý thức được sự mất tích của phu nhân Phùng Quang Nhi ảnh hưởng đến y như thế nào. Đổi lại là trước đó, Phùng Quang Nhi nhất định sẽ đến Lăng Tiêu Các làm loạn. Thân phận cùng Phùng Quang Nhi khiến cho Lăng Tiêu Các đau đầu, không đến mức còn chưa xác định rõ trách nhiệm đã nhốt y vào thiên lao. Điều may mắn duy nhất chính là y không bị đeo bất cứ hình cụ dành cho phạm nhân nào hết. Đại đô đốc, đừng để chúng tiểu nhân khó xử, mời đi. Một quan lại đưa tay mời vào. Gương mặt La Chiếu căng ra, từng bước một bước vào trong thiên lao. Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, đi trên con đường ẩm ướt u ám, dừng lại ở trước một căn phòng giam đơn độc. Cánh cửa phòng giam mở ra, nhốt La Chiếu vào bên trong. Khóa cửa phòng giam lách cách khóa lại, chỉ có tiếng chuột kêu lít chít chạy đi. Trong tiếng bước chân của cai ngục không còn, chung quanh hoàn toàn là yên tĩnh. Ngoại trừ ngọn đèn lờ mờ ở trên vách tường phòng giam, trong không gian không còn bất kỳ tia sáng nào nữa. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt ảm đạm của La Chiếu, y lặng lặng đứng yên không nhúc nhích, ngửi được đều là mùi vị ẩm mốc và mục nát. Nhớ lại phong quang năm đó, y chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Hôm qua vẫn còn là đại đô đốc, thống soái thiên quân vạn mã, hôm nay lại là tù nhân. Điệp mộng huyễn giới, kỳ huyễn mỹ lệ. Bên cạnh dòng suối, Ngân Nhi theo yêu cầu của Nghiếu Đạo, cởi bọc quần áo của đệ tử Vạn Thú Môn, tháo lớp cải trang ở trên mặt, ánh mắt lóe lên nhìn bốn phía. Nghiếu Đạo và Viên Cương đứng bên cạnh nhìn nàng ta, hai người cùng mặc trang phục đệ tử Vạn Thú Môn, gương mặt cũng đeo mặt nạ ngụy trang. Có thể vào được chỗ này, tất nhiên là nhờ có trưởng lão triều kính của Vạn Thú Môn trợ giúp. Sau khi ba người dịch dung, triều kính coi bọn họ giống như là đệ tử tùy hành của Vạn Thú Môn, lấy danh nghĩa tiến vào Điệp Mộng Huyễn Giới mà xem xét, mang cả ba người vào trong Điệp Mộng Huyễn Giới một cách thuận lợi. Đạo đạo, chỗ này có đồ ăn ngon không? Ánh mắt Ngân Nhi sáng lên dò xét xung quanh, sau đó nhìn Nghi Hữu Đạo. Ngón tay cái của Nghiếu Đạo chỉ về một hướng cười nói: người đi thẳng tới hướng này sẽ phát hiện có một viện tử rất lớn, ở đó có rất nhiều thức ăn ngon. Ngân Nhi thì cười vui vẻ, ngây thơ hỏi: thật á? Nghiếu Đạo đáp: chúng ta ở đây chờ ngươi, tìm được thức ăn ngon rồi nhớ mang về cho chúng ta đấy. Ngân Nhi quẹt miệng, có vẻ không thích chia sẻ thức ăn cho người khác, nhưng mà cân nhắc đến việc người đưa ra yêu cầu là Nghiếu Đạo, liền dùng sức gật đầu. Được. Nói xong, nàng ta quay người chạy ra, biểu hiện rất vui. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng người Ngân Nhi biến mất.
Viên Cương hỏi Nhi Hữu Đạo. Đạo gia, cứ như vậy mà thả nàng ta về à? Dù sao cũng ở chung lâu, thật ra yêu vương rất đơn thuần, cũng không có ý đồ gì xấu. Bây giờ lừa gạt nàng giống như là lừa gạt một đứa ngốc vậy. Vứt yêu vương đi, trong lòng của Viên Cương cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ta làm người chính là như vậy, không thể vô tình như Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo khẽ thở dài. Năm đó, nếu sớm biết nàng ta dễ lừa như thế này, ta đã không mang nàng ta ra ngoài. Viên Cương nói. Đạo gia, không phải là nàng ta dễ bị lừa, mà là nàng tin tưởng ngài. Nàng chưa bao giờ tùy tiện tin tưởng những người khác. Nghi Hữu Đạo nói. Không phải ai cũng có thể nuôi nàng. Chúng ta không có tư cách giữ nàng ta bên cạnh. Nói đến, cũng chỉ có Thương Tụng mới có tư cách giữ nàng ta làm linh sủng. Ta không biết vì sao năm đó vợ chồng Thương Tụng giữ nàng ta ở lại đây. Có lẽ nàng ta vốn thuộc về nơi này. Thôi, không nói nữa. Đi thôi. Viên Cương im lặng, cùng với Nghi Hữu Đạo quay đi. Nơi này cách lối ra rất xa. Khi bọn họ đến gần lối ra, vừa lúc gặp được một đám đệ tử Vạn Thú Môn. Bây giờ Vạn Thú Môn trắng trợn trồng cỏ khu quang ở bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới, khuếch trường địa bàn của tu sĩ, áp chế địa bàn Bướm La Sát. Triều Kính đang ở nơi hẹn chờ hai người, cùng đang nấm nấp lo sợ, không biết rốt cuộc Nghi Hữu Đạo đến đây là để làm cái gì. Nhìn thấy hai người trở về, Triều Kính nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng hỏi Nghi Hữu Đạo. Tại sao chỉ có hai người? Còn người kia đâu? Nghi Hữu Đạo thản nhiên nói. Sự việc chưa bàn xong thì xảy ra tranh chấp, diệt khẩu rồi. Triều Kính im lặng, cuối cùng chỉ có thể khua tay. Nơi này không nên ở lâu, đi thôi. Dứt lời liền mang theo hai người rời đi. Ngân Nhi đi rất lâu, vẫn luôn tìm kiếm viện tử mà Nghi Hữu Đạo đã nói. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn thấy một cung điện mỹ lệ ở trong cảnh đêm, vội vàng bước tới. Một con huyết la sát mang theo nàng ta bay đến chỗ đó, bay xuống cung điện trống trải kia. Sau khi rơi xuống, gương mặt Ngân Nhi tràn ngập nghi hoặc. Nơi này hình như nàng rất quen, nàng ta bắt đầu nhớ lại. Nhưng rất nhanh đã bị suy nghĩ ăn mòn lấn át. Nàng ta nhấc váy chạy vào bên trong cung điện, tìm kiếm từng căn phòng một. Tìm rất lâu vẫn không tìm được món ngon mà nàng ta muốn. Khi tiến vào một cung điện hình ống tròn, nhìn thấy một cái đình bát giác có đồng trụ vây quanh, Ngân Nhi im lặng nhìn chăm chú cái đình bát giác ở hồi lâu. Không hiểu sao nước mắt của nàng ta lại chảy xuống. Đưa tay lau nước mắt, chính nàng ta cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ. Nàng ta quay người rời khỏi nơi này, cô độc bước đi trong cung điện, nước mắt chảy xuống, miệng lẩm bẩm. Đạo đạo, ta không tìm thấy. Đạo đạo, ta không tìm thấy. Về sau nàng không tìm nữa, muốn rời khỏi cung điện, muốn quay về tìm Nghi Hữu Đạo. Nhưng Nghi Hữu Đạo không phải là người bình thường, sớm đã có mưu đồ trước, cố ý lượn vòng Điệp Mộng Huyễn Giới, làm cho phương hướng thất loạn bát tạo. Đạo đạo, ngươi ở đâu? Đạo đạo, ta không tìm thấy ngươi. Nàng đứng trên một đỉnh ngọn cây, lẩm bẩm một mình, nhìn ra thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc. Về sau nàng đưa tay của mình lên nhìn, phát hiện tay nàng đã chậm rãi biến thành bén nhọn. Gương mặt nàng cũng xuất hiện hoa văn màu bạc. Nàng ta không biết vì sao mắt của mình lại thường có nước mắt. Cuối cùng, thời gian bí cảnh Thiên Đô sắp mở ra cũng đã đến gần. Mao Lư Sơn Trang, Nghi Hữu Đạo chào từ biệt mọi người. Thương Triều Tông và Thương Thục Thanh đều đến đưa tiễn. Chiến trường đóng băng nhưng mà vẫn phải có người tọa trấn, cho nên Mông Sơn Minh ở lại canh giữ. Những gì cần nói đều đã nói. Trước khi đi, Quản Phương Nghi cùng với Nghi Hữu Đạo dạo đến trước mộ Quác Mẫu Đơn.
Im lặng một hồi, Nghĩa Hữu Đạo thở dài. Lần này không biết có còn sống để trở về nữa hay không. Quản Phương Nghi mỉm cười, cười rất gượng ép. Đừng nói mấy lời ủ rũ đó nữa, người khác ta không biết, nhưng mà ngài sao? Muốn lộng chết ngài sợ là không dễ như vậy đâu. Cho ngài này. Bà ta móc ra một tờ kim phiếu. Nghi Hữu Đạo kỳ quái hỏi, để làm gì đấy? Quản Phương Nghi cười tủm tỉm, ngài chỉ là một tên quỷ nghèo thôi, trên người chả có đồng xu nào hết. Số tiền này ngài giữ đi, khi có sẽ phát huy được tác dụng đấy. Nghi Hữu Đạo đẩy trở lại, trong đó làm gì có chỗ tiêu tiền, mang theo nhiều tiền như vậy ngược lại gây phiền toái cho mình, không cần đâu. Hắn đã nói như thế, Quản Phương Nghi cũng không miễn cưỡng, nhưng lại móc ra hai tấm thiên kiếm phù đưa cho hắn. Vậy ngài cầm cái này để giữ phòng thân. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc, không phải cô bảo chỉ có một tấm thôi sao? Quản Phương Nghi nói, bảo Hứa Lục đi tìm mua đấy. Nghi Hữu Đạo cười ha hả, cái này thì hắn nhận, đồng thời dặn, ta không có ở đây, tô chiếu kia cũng đừng có giữ lâu, không thành được một người nhà, không thành được người một nhà thì trực tiếp xử lý. Nếu hầu tử có ý kiến, cô cứ bảo là ta dặn. Được. Quản Phương Nghi gật đầu. Nghi Hữu Đạo nhìn thẳng vào hai mắt Quản Phương Nghi, nhớ kỹ, nếu ta không về được, cô hãy đến Yêu Ma Lĩnh tìm Triệu Hùng ca, bên đó chắc chắn sẽ có người sắp xếp thỏa đáng cho cô. Quản Phương Nghi hiểu ý quán, cười khổ, ta thực sự không biết cao tầng ma giáo là gì. Cho dù có, trải qua nhiều năm như vậy, đàn ông cũng đã sớm nhìn thấu, ta sẽ không phụ thuộc vào chuyện lấy lòng đàn ông mà sống nữa đâu. Không cần phải vậy. Nghi Hữu Đạo nói, Hồng Nương, không phải ta bảo cô phụ thuộc vào ai, mà là không muốn, mà là muốn cô sống tốt, muốn cô có thể tìm được chỗ an ổn để đặt chân. Nếu ta không về được, nơi này chắc chắn sẽ sinh biến, liên lụy lợi ích quá lớn, các người ngăn không có nổi đâu. Đến lúc đó đám người Thương Triều Tông thần bất do kỳ sẽ không vì một người đã chết mà dung nạp các người, đầu nhập người khác cũng là chuyện tất nhiên thôi. Người tiếp nhận chỗ này sẽ không để cho thế lực của ta tiếp tục tồn tại, tất diệt trừ. Tới lúc đó Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn vì để tự vệ rất có thể sẽ là người ra tay đầu tiên với mọi người. Như vậy không ai đảm bảo cho mọi người, tình huống của mọi người ắt sẽ nguy hiểm. Nghe ta, trước đi tìm một nơi đặt chân, về sau hãy tính. Trước mắt ta cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy, chuyện tương lai ai cũng không nói được rõ, ta nghĩ nhiều vô dụng thôi. Nói đến đám người Phù Vân Tông, Quản Phương Nghi hoài nghi hỏi, ý của ngài là đến lúc đó ta không cần phải để ý đến bọn họ? Nghi Hữu Đạo nói, cô muốn quản thì cũng không quản được đâu. Ta không có ở đây, cô không áp chế nổi bọn họ, bọn họ sẽ không nghe theo lời của cô. Nói có lẽ sẽ nghe một chút, nhưng mà hiện thực chính là như vậy. Cô không cần quan tâm đến bọn họ, cô chỉ cần đem huynh đệ của mình đi, bởi vì có mang theo người, nhiều người thì cũng không thích hợp. Cô mang theo huynh đệ của Phù Phương Viên đến Yêu Ma Lĩnh là được, người khác không cần cô lo. Sau đó cô chỉ cần quan tâm những người cần quan tâm là ổn. Sau đó, Quản Phương Nghi cắn răng hỏi, thế đám lão hòa thượng của Lão Hùng thì sao? Nghi Hữu Đạo cười hà hà, một đám hòa thượng chẳng có nguy hại, không ai dám làm khó bọn họ. Hơn nữa trong tay bọn họ còn nắm giữ biện pháp trưng cất rượu, ai cũng dùng được. Cô yên tâm, bọn họ sống tốt, Lão Hùng thức thời lắm. Quản Phương Nghi hỏi, hầu tử? Nghi Hữu Đạo lắc đầu, hắn ta đồng ý đi theo cô có thể mang theo hắn ta, nhưng ta đoán chừng hắn không đi với cô đâu. Hầu tử có suy nghĩ của mình, người thì toàn cơ bắp, cô có miễn cưỡng cũng không được, mà cũng không cần miễn cưỡng. Ta đoán chừng hắn ta sẽ ở lại bên cạnh Thương Triều Tông, cho nên cô cũng không cần quan tâm hắn ta. Ta không có ở đây, cũng chỉ có thể buông tay, tùy hắn ta đi con đường của mình, tan đàn xẻ nghé. Sau khi thế lực của ta tan rã, chỉ cần các người đi hết, một mình hắn ta ngược lại an toàn hơn. Ở chung với Thương Triều Tông nhiều năm như vậy, ít nhiều ta cũng hiểu được nhiều điểm. Ít nhất bây giờ y vẫn còn chưa vô tình vô nghĩa.
Nếu không ta cũng không có giúp y ngồi vào Nam Châu như ngày hôm nay, mà y cũng không sống được đến ngày hôm nay. Nhiều người thì không được, nhưng mà chỉ một mình hầu tử, đám người Thương Triều Tông có thể bảo vệ hắn ta. Về phần sau này thế nào, đó không còn là chuyện của ta có thể quan tâm nữa. Trong lòng Quan Phương Nghi rất khó chịu, miệng lẩm bẩm: Ngài nghĩ thoáng rồi, nếu không về được, chẳng lẽ ngài không cảm thấy khó chịu sao? Nghi Hữu Đạo hơi buồn nói: Khó chịu thì làm gì được, khó chịu trải qua nhiều quá thì cũng cảm thấy quen thuộc thôi. Quan Phương Nghi khinh bỉ: Ngài nói giống như là ngài cao tuổi lắm rồi ấy. Nghi Hữu Đạo cười ha ha: Thực ra tuổi tác của chúng ta không có chênh lệch nhiều đâu. Quan Phương Nghi cau mày: Ồ, đây là đang tỏ tình à? Gương mặt Nghi Hữu Đạo hiện lên vẻ chọc tức. Nói thật cô cũng không tin. Sau khi hai người trao đổi xong thì quay về Sơn Trang. Một đám người đang đứng ở trước cửa Sơn Trang chờ hắn. Phi cầm cỡ lớn được chuẩn bị xong, Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu một lần nữa hướng Nghi Hữu Đạo biểu hiện. Đệ tử ba phái tiến vào bí cảnh Thiên Đô sẽ giao cho hắn, đồng thời dặn dò đệ tử tiến vào bí cảnh phải nghe theo sự phân phó của Nghi Hữu Đạo. Tương tự trong toàn bộ tu hành giới nước Yến, ba phái cũng phải đưa ra danh ngạch tiến vào bí cảnh Thiên Đô, một môn phái một người. Ba phái biết, ba đại phái nước Yến để mặt Nghi Hữu Đạo cũng không bắt đưa thêm người. Trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ Tư Đồ Diệu thở dài: Lão đệ, đi thôi. Ông ta là người buồn bực nhất. Trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ như ông ta cũng phải tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Trưởng môn tham gia ở các chư quốc rất là hiếm thấy. Cũng không còn cách nào, Vạn Động Thiên Phủ vẫn là môn phái tu hành nước Triệu. Lần này bất đắc dĩ bị buộc phải vạch mặt với nước Triệu. Ba đại phái của nước Triệu nhìn Vạn Động Thiên Phủ với sắc mặt tốt mới là lạ. Quyền đề danh nằm trong tay ba đại phái, hậu quả có thể nghĩ. Nước Triệu đề cử một đống cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ, một trưởng lão của Vạn Động Thiên Phủ cũng chạy không thoát, ngay cả trưởng môn cũng có mặt, rõ ràng là muốn thừa cơ phá đổ Vạn Động Thiên Phủ. Trong tình huống bình thường cũng không muốn phái nước nào dám đắc tội với môn phái đứng cùng hàng với Phiêu Miểu Các. Vạn Động Thiên Phủ chỉ là đúng lúc gặp phải tình huống đặc biệt, nước Triệu muốn đuổi giết tuyệt bọn họ không phản kháng cũng không được. Cũng may mà bị quy tắc hạn chế, không để cho một môn phái ra quá nhiều người, nếu không sẽ không đạt được mục đích không thể nói rõ của Phiêu Miểu Các. Các quốc gia đều phải đi đưa ra 1.000 người tham gia, trong đó các môn phái ngang hàng với Phiêu Miểu Các có 100 danh ngạch, còn lại là các môn phái khác. Các môn phái khác nhiều nhất cũng chỉ phái ra 50 người. Vạn Động Thiên Phủ đã lấp kín 50 danh ngạch này. Cũng may đằng sau Vạn Động Thiên Phủ còn có nước Yến làm chỗ dựa. Nếu không, nội bộ hốt gọn một mẻ cao tầng như thế này, Vạn Động Thiên Phủ hẳn sẽ phải lộn xộn. Bây giờ có nước Yến hỗ trợ đè xuống, đám cao tầng có đi thì cũng yên tâm hơn. Lần này đi cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể đứng ở phía nước Yến, không đứng loạn cùng đoạn đội với Nghi Hữu Đạo. Cũng chỉ có thể đứng bên phía nước Yến, không đứng cùng đoạn đội với Nghi Hữu Đạo là không được, mặc dù biết theo hắn là vô cùng nguy hiểm. Thực sự không nghĩ đến còn có tán tu. Lão đệ, Nam Châu không thể thiếu đệ, ta ở đây chờ đệ về. Trưởng môn Hoàng Liệt thay mặt Đại Thiện Sơn đến đưa tiễn vỗ cánh tay Nghi Hữu Đạo, cảm khái vô hạn. Nghi Hữu Đạo nhìn ông ta bằng ánh mắt cổ quái, hình như là không có ý tốt. Có nhiều thứ không cần nói rõ, mọi người biết rõ trong lòng là được. Đi thôi. Nghi Hữu Đạo lên tiếng, mọi người nhảy lên một đoạn, một loạt phi cầm cỡ lớn. Đi cùng nhau đều là cao tầng các phái, số lượng phi cầm lại có hạn. Vạn Động Thiên Phủ nhiều người như vậy cũng chờ không hết. Người người ngựa đã sớm xuất phát từ trước, những người còn lại đều sát thời gian mới đi. Có phi cầm rồi thì cũng không cần quá đi sớm, cũng có thể gặp mặt những người kia. Đạo gia. Thương Thục Thành vốn không có cơ hội nói chuyện với Nghi Hữu Đạo, nhìn không được kêu lên: Người cũng bước ra. Nghi Hữu Đạo dừng bước, quay người nhìn nàng.
trước mắt bao người. Thương Tục Thanh nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn một câu: đạo gia bảo trọng. Thương Triều Tông biết tâm tư của em gái mình, ánh mắt nhìn em gái cũng vô cùng phức tạp, trong lòng vô cùng khó chịu. Em gái y vốn là một cô gái ưu tú hiếm có, tư thái cũng không thể chê được, nhưng mà bởi vì gương mặt xấu đến giờ vẫn chưa lấy chồng. Trước kia bởi vì đạo gia xa sút làm trễ nải hôn sự, bây giờ bất luận là quyền thế hay là địa vị đều có thể quyết liệt. Thương Triều Tông cũng có lòng tìm kiếm cho Thương Thục Thanh, nhưng mà nàng không chịu. Bây giờ Thương Thục Thanh không phải là tiểu thư khuê các lúc nào cũng ở trong phòng, mọi thứ tùy người nhà làm chủ, Thương Triều Tông cũng không miễn cưỡng được nàng. Đối với gương mặt của nàng, Nghĩ Hữu Đạo cũng đã cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn. Không chỉ hắn không có cách, Thượng Thanh Tông cũng giải không được. Quận chúa phải bảo trọng nhiều hơn. Nghĩ Hữu Đạo khách sáo đáp lại một câu, sau đó quay người, một loạt phi cầm bay lên không. Một đám phi thần lên, khống chế phi cầm bay lượn ở trên không vài vòng, sau đó cùng nhau bay về phía chân trời. Bao Lư Sơn Trang, một đám người đưa mắt nhìn theo. Thanh Nhi. Thương Triều Tông bước đến trước mặt Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh cũng không lên tiếng, chậm rãi cúi đầu. Mọi người đều nhìn nàng, có một số việc thực ra mọi người đã sớm nhìn thấu, nhưng rất nhiều chuyện không còn cách nào, mọi người cũng không thể giúp được một tay. Nếu là năm đó, mọi người còn có thể giúp đỡ, hợp tác một chút, khi đó thân phận của Thương Thục Thanh đủ xứng với Nghĩ Hữu Đạo. Nhưng mà tình huống năm đó lại không thích hợp, ai có thể nghĩ đến có sự thay đổi nhanh như vậy chứ. Đợi đến khi đứng vững gót chân, Nghĩ Hữu Đạo đã không còn là Nghĩ Hữu Đạo năm đó, thân phận và địa vị áp đảo huynh muội Thương thị, ngay cả trưởng môn Từ Kim Động cùng Lâm Sách cũng phải đưa nghĩa nữ là Mạc Vân Văn Mạc Nhi đến. Tình huống có thể tưởng tượng được, ai còn có thể đi khuyên Nghĩ Hữu Đạo cưới người quái dị như này chứ. Nghĩ Hữu Đạo không có ý đó, cũng không đáng phải lấy được phương thức thông gia để khống chế Nam Châu. Vì thế mọi người mở miệng hoàn toàn là không thích hợp. Nói trắng ra, Thương Thục Thanh như vậy đã không xứng với Nghĩ Hữu Đạo nữa. Có một số việc khi bỏ qua, khả năng sẽ vĩnh viễn là bỏ qua. Thiên Lao Tống Kinh. La Chiếu vừa tiếp nhận thẩm vấn xong, được giải về phòng giam. Trạng vạng tối, cửa Thiên Lao một lần nữa mở ra, lần này kéo theo một người khác là Văn Du, mưu sĩ tâm phúc của La Chiếu, người toàn là vết máu loang lổ. Hắn không có được đãi ngộ tốt như La Chiếu, nhân viên thẩm vấn đã dùng hình với hắn ta. Nghe được tiếng vang, La Chiếu chỉ nhìn qua hàng rào phòng giam, ánh sáng trong nhà lao không tốt, cũng không thấy rõ là ai, chỉ ước chừng người đó bị nhốt cách mình mấy gian. Tiếng bước chân rời đi, lại có tiếng bước chân đến. Có người đứng bên ngoài phòng giam, một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười. Đại đô đốc chịu khổ rồi. Đại tổng quản. La Chiếu kinh ngạc, người đến chính là tổng quản đại đội Mạc Cao. Mạc Cao bảo cai ngục mở ra, lấy hộp cơm từ trong tay thái giám bên cạnh bước vào, để hộp cơm lên trên bàn bày ở trước mặt. Bệ hạ bảo lão nô mang chút rượu thịt đến cho đại đô đốc. Tạ bệ hạ. Giọng nói La Chiếu trầm xuống. Bày thức ăn xong, Mạc Cao xoay người nói: sự việc đến nước này rồi, áp lực bệ hạ cũng rất lớn. Bệ hạ đã phái người đi tìm Tôn phu nhân khắp nơi, chỉ cần phu nhân trở về, tất sẽ đến Lăng Tiêu Các làm loạn. Lăng Tiêu Các sẽ tạo áp lực với triều thần, triều thần nhất định sẽ nhả ra. Đến lúc đó đại đô đốc có thể ra ngoài. La Chiếu hỏi: có đầu mối gì sao? Tạm thời chưa có. Mạc Cao lắc đầu, cố ý nhắc nhở một câu: chẳng những trong triều xuất hiện mâu thuẫn, nội bộ ba đại phái cũng xuất hiện mâu thuẫn, áp lực bệ hạ rất lớn. Có người cảm thấy cơ hội đã đến,
muốn bệ hạ tự nhận lỗi thoái vị, ngay cả ba đại phái cũng hoạt động. Đại đô đốc hiểu ý của lão nô chứ? La Chiếu khẽ gật đầu, đây là muốn y tiếp tục chống đỡ sự việc. Mạc Cao nói, hiểu là tốt. Cho nên đại đô đốc nhất định phải một ngụm cắn chết. Bệ hạ sở dĩ đồng ý đều là bị người mê hoặc, bởi vì sự kiên trì của ngươi mà bất đắc dĩ. Chỉ cần bệ hạ ổn định thế cục, đại đô đốc sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài, chỉ là tạm thời chịu chút thiệt thòi mà thôi. La Chiếu cười lạnh, đã đến nước này rồi còn nội đấu. Mạc Cao thở dài, ai nói không phải chứ, càng loạn lại càng toát ra nhiều yêu ma quỷ quái, cái này chính là nhân tâm. Bây giờ chó dại quá nhiều, ta đến đây cũng không có dễ. Đại đô đốc có lời gì cần lão nô truyền cáo cho bệ hạ không? La Chiếu nói, rượu. Được rồi, bao nó. Mạc Cao đồng ý, sau đó chấp tay quay người rời đi. Đây là lần đầu tiên Nhiếu Đạo đến Phiêu Miểu Các. Bí cảnh Thiên Đô cách Phiêu Miểu Các không xa, người tiến vào bí cảnh cũng không có tư cách bước vào Phiêu Miểu Các, chỉ có thể từ xa nhìn khí thế của Phiêu Miểu Các một chút. Đám người Nhiếu Đạo có phi cầm, không cần lặn lội đường xa, sát giờ thì mới tới, bởi vậy được xem là nhóm đến tương đối trễ. Khi bọn họ đến trong một sơn cốc gần Thiên Đô Phong, đã tụ tập không ít tu sĩ và tán tu từ khắp nơi. Sơn cốc này được gọi là Thiên Cốc, vừa lúc nằm ngay cửa vào bí cảnh Thiên Đô. Khi đám người Nhiếu Đạo đến, ít nhiều vẫn tạo nên sự rối loạn. Một loạt phi cầm đáp xuống, mọi người đều không biết là ai. Trận chiến phô trương như vậy, chỉ có đệ tử Vạn Thú Môn lúc trước mà thôi. Cũng không còn cách nào. Vạn Thú Môn là nơi bán phi cầm cỡ lớn, đệ tử lớn nhỏ tiến vào bí cảnh Thiên Đô đều được phi cầm cỡ lớn đưa tới, các môn phái khác không thể so được. Phi cầm cỡ lớn đáp xuống bên ngoài sơn cốc, đưa người đến xong thì quay về, nơi này không phải là nơi ở lâu. Ngoài sơn cốc có người của Phiêu Miểu Các phụ trách xác nhận thân phận người đến. Để biết người đến là tu sĩ nước Yến và nước Triệu, bên này lập tức gọi người của ba đại phái nước Yến và nước Triệu đến xác nhận có sai lầm gì không. Nếu như xảy ra sơ suất hoặc có người giả mạo, người của ba đại phái hai nước phải gánh chịu trách nhiệm. Nước Yến hỗ trợ xác nhận thì dễ dàng rồi, nước Triệu bên kia sắc mặt chẳng tốt gì, cũng không có khả năng nhìn đám người Tư Đồ Diệu bằng ánh mắt dễ coi. Hai mẹ con Vân Cơ là bạn của Nghi Huyết Đạo, cùng với nước Triệu loạn thành dạng như vậy, cũng không có khả năng kết bạn với tu sĩ nước Triệu. Nếu không, sự xấu hổ và nhục nhã trên đường đi là khó có thể tránh khỏi. Tương tự như Vạn Động Thiên Phùng, Vân Cơ và Vân Hoan đều bị nước Triệu đề danh điểm tên. Rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ đến. Ngay từ đầu, khi Độ Vân Sơn đến Nam Châu giúp Nghi Huyết Đạo, mẹ con họ không nghĩ đến nước Triệu sẽ tiến đánh Nam Châu, chỉ vì hóa giải hoài nghi của Phiêu Miễu Các mà đến Nam Châu thôi. Đợi đến khi nước Triệu ra tay với Nam Châu, hai mẹ con đã không còn đường lui. Trước khi bại lộ quan hệ với Nghi Huyết Đạo, nước Triệu đã hoài nghi lập trường của Độ Vân Sơn, há để lại hậu hoạn, buộc mẹ con họ ra tay với Nam Châu, không cho bọn họ cơ hội làm hàm hồ. Nghi Huyết Đạo đang nắm bí mật rất lớn của Vân Cơ trong tay, làm sao có thể ra tay với Nam Châu chứ? Cộng thêm Nghi Huyết Đạo cũng chẳng phải là loại người lương thiện, muốn nhân cơ hội này nắm giữ thế lực Độ Vân Sơn, cũng đã đưa ra yêu cầu nhờ Độ Vân Sơn hỗ trợ. Vân Cơ còn lựa chọn được sao? Bày yêu Độ Vân Sơn chỉ có thể phản bội nước Triệu đầu nhập với Nghi Huyết Đạo. Bây giờ Độ Vân Sơn đã không còn trở về được nữa, chỉ có thể phụ thuộc vào Nghi Huyết Đạo. Mặc dù Nghi Huyết Đạo rất khách sáo, nhưng mà trên thực tế lấy Vân Cơ cầm đầu bày yêu Độ Vân Sơn đã không thể thần phục Nghi Huyết Đạo. Quan hệ xoay chuyển, Vân Hoan là người cảm khái nhất. Những ngày đó y hoàn toàn không để Nghi Huyết Đạo vào mắt, bây giờ ngoài mặt thì là huynh đệ kết bái, nhưng mà trên thực tế đã cúi đầu xưng thần. Thực lực mẫu thần có mạnh, nhưng mà khi đối mặt với Nghi Huyết Đạo thì cũng phải khuất phục. Đồng dạng cảm khái còn có Quản Phương Nghi, chỉ bỏ qua một viên Vạn Thú Linh Châu,
bây giờ toàn bộ yêu tu của Độ Vân Sơn đều do hắn nắm giữ. Hắn đối với mối thù Hắc Mẫu Đơn ẩn mà không phát, kéo người của Hiểu Nguyệt Các đến bên cạnh trợ lực, lại nắm giữ Trường Lão Triều Kính, lại nắm giữ Trường Lão Triều Kính của Vạn Thú Môn trong tay để tranh đoạt quyền khống chế Nam Châu. Hắn và Thiên Ngọc Môn tranh đấu không ngừng, cuối cùng thành công đá đi Thiên Ngọc Môn, bây giờ lại kéo Đại Thiện Sơn đến vững vàng áp chế, một mực nắm giữ quyền lên tiếng Nam Châu. Đối mặt với chiến hỏa uy hiếp, để thế lực Kim Châu lui vào Nam Châu là một quyết sách quan trọng. Bây giờ Vạn Động Thiên Phủ dường như là trong lúc vô tình đã bị Nghiêu Đạo tóm lấy, xu thế phía sau là có thể tưởng tượng, rất khó thoát khỏi sự khống chế của Nghiêu Hiếu Đạo. Thế cục đã không còn do Vạn Động Thiên Phủ chi phối nữa, khống chế được Vạn Động Thiên Phủ sắp tới là tăng cường kiềm chế Đại Thiện Sơn, càng làm nắm chặt quyền lên tiếng ở Nam Châu. Bây giờ bất luận là thực lực nắm giữ ở trong tay hay là lực ảnh hưởng đối với Nam Châu, đám người Thương Triều Tông trước mắt cũng đã mất đi sự lựa chọn. Bây giờ Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn không cần phải nói, ba phái đối mặt với Nghiếu Đạo chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ba trưởng môn khi gặp Nghiếu Đạo cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng ra. Trên tay Nghiếu Đạo thì như là không có thế lực của mình, nhưng mà trên thực tế hắn lại là có thể đứng trong bóng tối kéo được một đống thế lực đến cho hắn ra lệnh. Bây giờ dường như là Nghiếu Đạo đã có sự lựa chọn chiến lược mới, muốn gia nhập Tử Kim Động. Quản Vương Nghi tự đáy lòng lo lắng cho Tử Kim Động. Nghiếu Đạo nhìn thì như nghiêm tốn, nhưng mà thực ra chỉ là che giấu mà thôi. Trên thực tế khi công thành chiếm đất, hắn hoàn toàn không chút nương tay, tiến thoái có mức. Khi cần nhượng bộ, hắn có thể nhịn xuống. Khi cần ra tay, cảm thấy thế cục phải cần có Phi Cầm cỡ lớn để làm việc, đã không từ thủ đoạn mà đạt được mục đích của mình. Mục đích đạt được, người bên ngoài thậm chí là bên trong cũng không biết hắn đào đâu ra được đám Phi Cầm cỡ lớn này. Nghiêu Hiếu Đạo sao có thể tùy tiện đưa ra quyết định trọng đại chứ? Một khi Tử Kim Động để sói đội lốt cừu qua cửa, Quản Phương Nghi thực sự lo lắng cho Tử Kim Động, không biết trong tương lai cùng Lâm Sách cố hận hay không. Một khi đồ bị Thương Triều Tông vứt bỏ, gần như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có mấy năm ngắn ngủi từ trong bóng tối tạo ra được một thế lực đủ để khống chế một nước. Hắn còn trẻ như vậy, bà ta lăn lộn theo hắn, tận mắt nhìn thấy chuyện không kể xiết, thử hỏi xem bà ta có thể không cảm khái chứ. Nhìn quân dễ được, một tướng khó cầu. Một người có tác dụng cực lớn đối với Thượng Thanh Tông như vậy, Thượng Thanh Tông lại từ bỏ, đến mức trở thành một môn phái nghèo túng, phải ăn nhờ ở đậu. Mỗi lần Quản Phương Nghi nghe được tin tức có liên quan đến Thượng Thanh Tông, thật không biết nên đánh giá Thượng Thanh Tông như thế nào. Viên Cường hiểu rõ Nghi Hữu Đạo nhất thì không có cảm xúc gì, thậm chí cũng không suy nghĩ nhiều. Viên Cường nghĩ, đạo gia vốn nên như vậy. Đây cũng là tại sao lúc trước hắn ta lại nói với Thương Thượng. Đây cũng là tại sao lúc trước hắn ta lại nói với Thương Thục Thành, đạo gia còn quan trọng hơn tu vi của hắn ta. Lúc này Nghiêu Đạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn gặp được một người quen đã lâu không gặp. Đến lượt hắn tiến lên đăng ký xác bình, hắn nhìn thấy người phụ trách lo liệu việc này chính là trưởng quỹ khách sạn Yêu Nguyệt Thành Trích Tinh, cũng là người được hưởng chỗ tốt của hắn, Bạch Ngọc Lâu. Nghiêu Đạo mỉm cười gật đầu, nhưng mà Bạch Ngọc Lâu vẫn thở ơ, không thay đổi. Nếu đã như vậy, Nghiêu Đạo cũng không có dư thừa làm chuyện khác. Sau khi xác minh thân phận xong thì đi qua. Đợi mọi người hoàn tất thủ tục cũng không vấn đề gì, tất cả đều đi qua cửa tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc sớm có một đám người chờ sẵn. Trường lão Vạn Động Thiên Phủ Lê Vô Hoa bước nhanh đến nói với Tư Đồ Diệu. Trường môn, bên nước Triệu không cho chúng ta chiếm chỗ, trước mắt chỉ có nước Yến chứa chấp chúng ta. Ông ta nói chính là chỗ đặt chân trong sơn cốc. Thiên cốc đã trải qua rất nhiều bí cảnh thiên đô mở ra. Các nước đến đây cũng phân chia thế lực rõ ràng, chiếm một địa bàn để mở sơn động cư trú. Bây giờ nước Triệu lại không cho Vạn Động Thiên Phủ ở, trục xuất ra bên ngoài. Tư Đồ Diệu gật đầu, biểu hiện đã biết,
cũng nhịn không được mà thở dài bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn về phía người nước Triệu đang ngăn ở phía trước, không biết nghênh đón bọn họ sẽ là cái gì. Quỷ mẫu đã đến trước. Nàng không giống Vân Cơ, quan hệ căng thẳng với Bồn Quốc, dùng thân phận tu sĩ nước Tề cùng tu sĩ nước Tề đến đây. Đại đa số tán tu đều là tán tu bình thường, bây giờ trên cơ bản đều bị thế lực các nước lôi kéo. Ngoại trừ một số tán tu thực lực tuyệt đỉnh, có năng lực cự tuyệt, phần lớn tán tu bên ngoài đều bị thế lực của các quốc gia tìm đến cửa, cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô, cũng chỉ có thể nghe được hiệu lệnh của người lôi kéo mình, nếu không chính là tự tìm cái chết. Lựa chọn lần này ảnh hưởng không chỉ là hiện tại, mà còn là cả tương lai. Sau khi rời khỏi bí cảnh Thiên Đô, bọn họ sẽ đứng trên vị trí đối kháng với các thế lực khác, về sau khó mà lo cho thân mình. Quỷ mẫu vốn định đến chào hỏi, kết quả phát hiện có một đám người không có hảo ý đang nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo, đành phải nhẫn nại đứng một bên không bước đến. Đám người Nghiếu Đạo không thể đi vào, cuối cùng giằng co với một đám tu sĩ nước Triệu. Trưởng lão chủ quản ba đại phái nước Triệu phái đến chính là Vạn Đồng Phúc của Lạc Hà Sơn Trang, Vương Bất Không của Quy Nguyên Tông, Minh Tĩnh của Tu Tiên Giáo, dẫn đầu dàn hàng ngang đứng trước. Nghiêu Hiếp Đạo nghiêng đầu, nghe người bên cạnh nhẹ giọng giới thiệu thân phận của ba người, cười nói: "Chư vị, các vị đang tính gây chuyện à?" Vạn Đồng Phúc của Lạc Hà Sơn Trang khinh thường nói: "Lão phu không nói nhảm với người sắp chết." "Người sắp chết?" Nghiêu Hiếp Đạo ừ một tiếng. "Nếu như vậy, tại sao lại phải chặn đường phân cao thấp?" Không thèm để ý đến hắn, Vạn Đồng Phúc nhìn chằm chằm Tư Đồ Diệu. "Tư Đồ Diệu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đi đường nào, chọn sai đường thì đừng có mà hối hận." Tư Đồ Diệu tức giận nói: "Đường sao? Còn có đường để chọn sao? Các người căn bản không cho chúng ta đường sống, còn xin Vạn trưởng lão nói cho ta biết đường ở chỗ nào." Vạn Đồng Phúc nói: "Có một số việc phục tùng đại cục, để Vạn Động Thiên Phủ tạm hy sinh chút thì cũng tránh không được. Ta ở đây chờ ngươi, tất sẽ cho Vạn Động Thiên Phủ một cơ hội. Điều kiện tiên quyết là Vạn Động Thiên Phủ phải xuất ra thành ý. Chỉ cần có thành ý, ta cam đoan Kim Châu vẫn là Kim Châu của Vạn Động Thiên Phủ." Tư Đồ Diệu nói: "Các ngươi muốn thành ý thế nào?" Vạn Đồng Phúc nói: "Thành ý cũng đơn giản thôi. Sẽ nhìn xem hành động của Vạn Động Thiên Phủ tiến vào bí cảnh Thiên Đô như thế nào. Đứng bên nào, tất sẽ làm chuyện của bên đó." Vừa nói, ông ta vừa liếc mắt nhìn sang Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo cũng đưa mắt nhìn lại. Đám người này muốn Vạn Động Thiên Phủ đánh bọn hắn sao? Nghiêu Hữu Đạo cảm thấy buồn cười. Vạn Động Thiên Phủ đối kháng với sự chém giết đẫm máu của ba đại phái nước Triệu, thế cục chiến trường bây giờ cũng không phải là do Vạn Động Thiên Phủ muốn làm thế nào thì làm thế đó. Hắn tin rằng chỉ cần Tư Đồ Diệu không ngốc thì sẽ biết lựa chọn thế nào. Hắn vỗ cánh tay Tư Đồ Diệu. "Tư Đồ trưởng môn, các người cứ chậm rãi mà thương lượng, chúng ta sẽ không quấy rầy." Hắn quay sang nói với đám người cản đường: "Chó ngoan không cản đường, làm phiền tránh sang một bên." Vừa nói, hắn vừa xông về phía trước. Nhưng mà mặc hắn nói cái gì, người nào cũng đứng yên bất động. Rắc một tiếng, âm thanh một kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên. Thanh kiếm đang chống trên mặt đất bỗng nhiên được rút ra. Một luồng hàn quang dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay bay ra khỏi vỏ. Hai luồng máu bắn tung tóe. Trưởng lão Lạc Hà Sơn Trang Vạn Đồng Phúc và trưởng lão Minh Tĩnh của Tụ Tiên Giáo đồng thời gặp nạn. Có thể nói, bị tập kích với khoảng cách gần như vậy, ai cũng trở tay không kịp. Không ai nghĩ đến lại có người dám ra tay ở đây, cho nên không ai phòng bị trước. Tốc độ rút kiếm ra khỏi vỏ vô cùng nhanh, khiến cho người ta khó lòng mà ngờ tới. Hai vị trưởng lão hét thảm, đều bị chém thành hai đoạn. "Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?" "Chuyện xảy ra quá đột ngột,
hai bên đều không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Những người sau lưng Hiếu Đạo cũng đã trở tay không kịp. Người cản đường của nước Triệu thì sững sờ, đột nhiên ra tay giết người, đột nhiên máu văng tung tóe. Người của hai bên như là phát mộng, thậm chí còn kinh sợ và hoảng hốt. Đám người nước Yến cứ tưởng mình nằm mơ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi biết được tu sĩ nước Triệu đang chặn đường đám người Nghiếu Đạo, tu sĩ nước Yến tất không cam lòng yếu thế, lập tức cho người chạy thôi. Tu sĩ nước Yến còn định gia tăng thanh thế cho Nghiếu Đạo, tất nhiên không muốn vứt đi khí thế của nước Yến. Không nghĩ đến vừa chạy tới thì lại thấy cái cảnh tượng như thế này. Trưởng lão Tiêu Giao Cung Sơn Hải, trưởng lão Từ Kim Động Nghiêm Lập, trưởng lão Linh Kiếm Sơn Trừ Phong Bình, chủ quan một đám tu sĩ nước Yến trợn tròn mắt dừng bước. Lại có người dám ra tay ở đây, là uống lộn thuốc hay là bị điên rồi? Bởi vì vẫn còn đang bị người nước Triệu ngăn cản, bọn họ vẫn chưa biết là ai ra tay. Thấy tu sĩ nước Triệu cản đường, không ít người từ trong hang động bên trong sơn cốc thò đầu ra xem. Bọn họ vốn đang xem náo nhiệt, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ đều sợ ngây người. Mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.